lên group bà con ơi, vệ sinh xong rồi vô đồ thôi. Anh em nào có nhu cầu clip group alo nha, 0937771677. Vô đang vệ sinh xong bị dựng lên cho em nó thôi. Chào bà con buổi trưa, hiện tại là bọn em đang lên nắng vậy. Đấy dạ. Đang lên em gót. Đấy, gót để ba dĩa leo đèo leo núi rồi chơi ha bà con ha. Vệ sinh mới rút đồ chuẩn bị ráp. Đây đồ lắc cắt lọc dọc nhóc có trơn ấy, có đúc đồ đang vệ sinh chuẩn bị ráp lên cho khách luôn. Đúc đồ 11 thì có còn rất là đẹp nha bà con, mới rửa dầu xong. Mọi người dặn đó hả? Tài clip clip cam ba mình còn dư clip cam ba là nha bà con, hai cái luôn. Đây cái đó hai cam ba mùi anh em nó có xài vô ha, cam ba mùi 12, 13, 14, 15 đó, cam ba mùi quá nhẹ luôn nha bà con, siêu nhẹ luôn. Cam ba mùi đây, cái ram này mấy em biết nè, ram 11 28 răng 11 28, chiêu nhẹ. Đây cái này 11 cam 3, còn dư cái 11 cam 3 nha bà con. Nhiều răng đây không thấy, 25 không? Clip 11 luôn, 11, 25. Chuẩn bị dựng lên con gan xanh. Có cái mùi hả? Ủa nó không xài giác hả? Nó xài ốc kia hả? Kê ốc ây da, còn đi lên clip này rửa luôn. 10 leo núi nha bà con. Này để dành leo núi 42, này 42. Em leo trèo rửa để lên, dành lên. Dành leo trèo xây 42. Đang hơi khó khăn vấn đề mà chế cái clip này. Chế cái đĩa xa vậy ha. Buổi trưa lần quần tí xíu mình sẽ dựng con đó cho nó lên cái đúp của chiếc gan xanh nha bà con. Đây là cái em xanh này mới đổ lên cái bộ tem. Bà con nào có xài anh quy đổ bộ tem này cũng rất là ok nha. Đó, đi tông sẽ tông nè. Đó thì cái bộ tem mình đi tông màu cho nó đẹp nè, mới làm. Tí mình lên cái group 11 cho em này. Còn dư group 6 anh em nào có chơi alo nha. Chống này chống chạy bớt ha. Chuẩn bị nhập xe vô, xe Nhật nhập Nhật về. Đó, chiếc cắm bá nụ lồ nữa nè. Anh em nào có chơi xe nhỏ nhỏ dễ chơi. Đây có cái cặp bánh mâm đó nè, anh em nào có chơi chơi trải nghiệm cho biết bánh mâm nó như thế nào hai bà con. Này tem,
mình sẽ giới thiệu cho cái anh Tem chơi. Thì mình còn dư cái 5339 FSA. Đó. 5339 dư cái FSA carbon 54. Rồi để mình ghi số luôn cho anh em xem có cần thì alo. 5442. À, 54. Đó, anh em mà có 54 thì chỉ có cần nhu cầu 54 FSA carbon thì alo mình luôn. Còn dư xài đó. Rồi, trải nghiệm muốn trải nghiệm bánh bánh mâm ba đào trước thì alo có. Đây cặp bánh MV bình thường chưa dán tem, nó sẽ là màu đen như vậy và tem chìm hai bà con ha. Thì mình sẽ sẵn đây mình sẽ là dìu luôn cái này cho bà con đổ bộ tem lên cho đẹp chơi cho vui ha, theo tông. Nếu có sườn vàng thì bà con đặt theo bộ tem màu vàng thì cho nó ra nó vô tông thì tông. Đây mình giới thiệu cho bà con để về lên tem cho nó vui nè. Ra đây thì bộ tem thông thường nó sẽ có là cái tem chìm như thế này. Tem chìm màu đen thôi, NV 3/4 hoặc là 4/4 nó mới có tem nổi. Tem sáng này thường là 3/4 với ở sau 4/4 là nó sẽ là tem chìm vậy. Thì thay vì bà con dán chồng lên thì chưa chắc bà con đã dán được cái là nó đều ha. Nên đó mình sẽ hướng dẫn cho bà con cách độ tem rất tuyệt vời luôn. Ở đây bà con chia ra đôi. Đó, giữa con tem chìm. Đó, bà con sẽ đặt một con tem nổi về. Đó, tem nổi xịn nha. Tương đối là làm rất là đạt. Rất là tốt. Nên đó bà con sẽ đi như thế này. Nó trẻ ra như vậy. Đó, thì nó sẽ đạt được cái tem nó rất là đẹp. Tem này là ông bạn làm tem cho mình là 400k một bộ nha bà con. Dán rất là ok, về rất là cũng rất là dễ dán. Nếu mà bà con nào biết ý thì dán dễ lắm, mà không gửi vào đây mình dán cho. Ba con tem trên cái bộ bánh nó có ba con tem zin thì mình không có dán chồng lên. Đây mình dán chồng lên cũng chưa chắc là đã đều mà cũng không đẹp nữa. Nên chúng ta chia ra, chúng ta quýnh xé lẻ ra là cuối cùng là bánh chúng ta sẽ có 6 con tem và nó ra được như vậy rất là đẹp. Đó, còn không mà con mà dán chồng lên đây thì nó rất là dở, nó rất là nó có lằn có sọc rồi không ok. Nên đây mình sẵn mình chia sẻ cho bà con. Đây, một bộ tem như vậy là 400k đó. Mình chia về cái mình dán cho khách rồi này kia cái thôi, chứ còn giá nó là 450 đó. Mình sẵn đây mình chịu veo cho bộ tem cho ông bạn mới mốt là có coi cái clip này thì hãy bớt giá thành để mình về mình vừa quảng cáo cho bạn mà vừa làm cái clip chia sẻ cho bà con nha. Đó, đã trên cái bánh zin nó sẽ ba con tem chìm, bà con nhớ là chiều khoảng ra thì mình sẽ đo đây nè. Đó, đo cái tim này tới cái mũi này. Đó, tới cái mũi này và chia ra từ đây tới đây. Thì bà con đo một lần một cái là bà con cứ để vậy làm tim dán vô cho nó đều, chứ không bà con dán nó không nó lệch ha. Rồi đơn giản vậy thôi. Hay nghe hay ấm này, rất là đẹp. Con tem này 450k nhưng mà chỗ ông bạn chia lại 400k, nhưng mà có lẽ là sau này ông sẽ chia lại cho mình giá mềm chút để mình kiếm cà phê cho vui. Giờ mình dán cho bà con cũng 400k cho vui. Đó. Hướng dẫn anh em nào có mua về nhà tự dán thì sẽ ra một bộ tem như vậy, rất là tuyệt vời. Đó. Đó. Ra bộ tem 3 như vậy. Rồi hai bên như thế thôi, hai bên như nhau. Con sẽ đổ lên. Đó, bút em rất là bắt mắt. Đấy vậy ha. Đó, rồi, chút xíu chúng ta. Xíu chúng ta sẽ dặn. Không. Dạ hả? Về làm lại đi cái nha, cho nó vô luôn anh chưa thử không? Thẳng ra kia kiểm tra luôn, gỡ ra cái đi làm đi. Đó, chào bà con buổi trưa.